clear her mind. It figured she gone back to Austin, cause she talked about it all the time. It was almost a year before she called him up. Three rings and an answering machine is what she got. If you call and bow the car I sold, dear, if this is Tuesday night I'm bowling. If you got something to sell, you're wasting your time, I'm not buying. If there's anybody else, wait for the tone, you know what to do. She heard, but she couldn't believe what kind of man would hang all that long, what kind of love that must be. She waited 3 days before she tried again. She didn't know what she said, but she heard three rings and then. If it's Friday night, I'm at the ball game, and first thing Saturday, if it don't rain, I'm heading out to the lake, and I'll be gone all weekend long. But I call you back when I get home on Sunday afternoon. P.S., if this is Austin, I still love you. Hương vừa chia sẻ với mọi người rằng là không biết là Võ Trọng Phúc sau khi bước ra khỏi sân khấu của Việt Nam Got Talent thì có thể có bị rơi bụp từ trên sân khấu với hào quang với cuộc đời thật, có bị hững hụt không? Thật sự mà nói thì Phúc chưa có bao giờ có cảm giác đó hết. Sau khi mình bước ra khỏi cuộc thi thì mình không có bị hững hụt mà mình bị sướng. Cái cảm giác nó như thế nào ạ? Không phải hỏi cũng là như thế này, tức là sau một đêm phát sóng của chương trình, cái buổi tối mà phát sóng tiết mục của Phúc thì hôm sau trở thành huyền tượng, thì cái cảm giác của Phúc như thế nào? Cái cảm giác đó thì chị Hành hỏi thì em sẽ chia sẻ, nó rất là khó tả. Tại vì trước cái ngày đó thì khi mình bước vào một quán cà phê, mà không ai biết mình là ai, đúng không? Không có bạn mình biết mình. Người thân mình biết mình là ai. Nhưng mà sau cái ngày đó, một khoảng thời gian thì mọi chuyện nó cũng thay đổi với em theo một cái chiều hướng cũng khá là tích cực. Thì khi mà mình đi đến một số nơi, thậm chí cái người bán cóc cũng biết mình nữa, một cái người đạp xích lô vẫn biết mình, vẫn nhận ra mình ở trên đường. Nhiều khi mình kể cái điều này, mình chia sẻ cái điều này thì rất là ít người có thể tin, nhưng mà cái điều đó nó đã xảy ra với em trong cái thời gian đó. Cảm giác có lâng lâng không? Cảm giác rất là, giống như này em nói đó, rất là khó tả, sướng không? Và khó tả. Và đúng là như chị Thiếu Hạnh nói rằng là Việt Nam Got Talent đã đến được với rất là nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Và bằng chứng là Võ Trọng Phúc chỉ sau một đêm thôi thì đã trở nên rất là nổi tiếng, trở thành một hiện tượng. Nếu như được tham gia lại, được lựa chọn tiếp tục tham gia chương trình truyền hình thực tế thì Phúc có tham gia không? Nếu như mà Phúc được tham gia lại, được quay lại cái thời gian đó thì chắc chắn Phúc cũng sẽ tham gia thôi. Chứ còn nếu mà nói mà tham gia thêm một lần nữa thì có lẽ chắc là không. Ở một chương trình truyền hình thực tế khác thì sao? Không. Vì sao? Đúng, em đang định hỏi câu đó. Bây giờ mình không có tìm thấy được cái lý do nào khác để mình cần phải xuất hiện trong một cuộc thi truyền hình thực tế như vậy nữa. Tại mình đã tỏa sáng rồi đúng không? Hay là mình sợ là mình tham gia nữa thì mình không còn lại được cái hình ảnh của mình? Điều này cũng hoàn toàn thực tế. Cái này cũng là một phần lý do. Tại vì nếu mình... Cái con đường mình đã đi là một cái dòng nhạc như thế, một cái dòng nhạc đã rất là có một cái lối đi rất là hẹp ở Việt Nam mình. Thứ nhất là nhạc Mỹ và thứ hai đó là nhạc country.
thì bây giờ mình đã đến một cuộc thi khác mình lại mang như vậy nữa thì lặp lại. Nó sẽ bị một cái sự lặp lại, một cái sự nhàm chán, và cái điều đó là cái điều rất là không nên đối với những cái người thường hay phải xuất hiện trên những chương trình truyền hình. Và mới đây thì Phúc đã cho ra đời một cái MV đó là Time After Time, đó là một cái MV mà được cái người hâm mộ thỏa lòng, người hâm mộ hay nói cách khác là được công chúng đón nhận rất là nồng nhiệt. Có nhiều khó khăn khi mà Phúc thực hiện cái MV này không? Thì cái quá trình làm MV thì em không gặp khó khăn nhiều lắm, nhưng ngoài cái việc là tìm đủ tất cả cái diễn viên để đóng trong cái MV đó, thì nhưng mà cũng rất là may mắn là cuối cùng thì tất cả những người đó đều là những người trong gia đình của mình hết. Quá thuận tiện. Trong MV đó có mẹ của em, cậu của em, những người em, một số người chị. Thứ nhất là đỡ cho mình cái tiền cachê rồi trả cho chị phí rất là thực tế. Và thứ hai nữa là cái giới thiệu được nguyên hộ khẩu gia đình. Với lại một cái điều nữa thì cái MV đó nó thường thì ở Việt Nam mình nghe cái bài đó rất nhiều, nhưng mà đa phần chúng ta bị hiểu sai, tại vì cái bài đó nó viết không có rõ lời cho lắm, nó tiếng Anh nó có chữ you and I thì người ta lại không nhìn nhận rõ lắm về cái ý nghĩa của cái bài đó. Và Phúc muốn làm cái MV đó tại vì mình muốn hướng cho nó đúng hơn, theo cái ý nghĩa của nó. Bài này nó không nói về tình yêu mà nó sẽ nói đến cái tình mẫu tử.